đơn giản thôi. Thấy không? Rất là mát. Đó là khả năng mình kéo á, là mình kéo chừng có 60 thôi đó, kéo hết bướm ra là 60 thôi là nó đã như vậy rồi. Ok không? Rồi, 4S đã chơi được ha. Đây là lên dòng 4S thôi, pin 4S là cực kỳ. Rồi dòng hôm nay mình muốn đổi lên cái con này, cái servo này mình muốn thay lên đó bạn. Tại vì cái servo này lúc mình mua là mình có cảm giác như nó không được hoặc không được nhảy lắm. Cho nên mình quyết định là thử lên thử coi cái servo của nó là 35kg này coi như thế nào ha. Cái này mình cũng mới lấy về ha. Đây. Thử cái servo này thay thử coi nó như thế nào. Đó. Này. Và thứ hai, vấn đề thứ hai về pin. Trước giờ mình xài toàn là 3S không à. Đây, bộ đèn của nó. Để nguyên ra đi, bộ đèn không quan trọng nữa. À. Đây mình đang xài pin rồi, ở máy này không có tháo pin ra luôn, để giờ cũng không để ý luôn các bạn. Đây cái pin là mình xài, đang xài 3S, bây giờ là 3S của nó là 7000 mAh, nhưng mà bây giờ mình muốn quyết định là mình thử lên 4S như thế nào. Tại vì cái thông số của cái dòng cái con mô tô này á, là lên á, là cái con mô tô này là mình xài mắt 10 nha bạn, của Hopovin đó. Mình quyết định là lên cái con này, cái mô tô dòng mắt 8 ha, nguyên bộ luôn. Nhưng mà bây giờ mình thử test thử coi, dùng một cái servo là thay đổi cái servo, và thứ hai nữa là đổ lên cái bộ pin 4S. Đây dòng 4S mình đang đổ ha. Đó, 6000 mAh. Dòng xạ của nó ghi là hình như là 40. Rồi, 40C, độ C. Đó. Vậy ha. Hôm nay thử test thử như thế nào coi sao. Đó, bình thường là mình đang xài dòng 3S thì cái servo này nó có, mình có cảm giác như nó không được nhảy lắm, lúc mình nó quẹo cua. Cái này là tháo ra hơi rắc rối, nhưng mà thôi nếu mà để nó tạm thời đi, không có vấn đề gì hết, để mình test thử cái dòng servo này. Nó không nhảy lắm, servo này nó cũng không nhảy lắm. Đó. Phải gác lên, mình không có chân gác nên xài đỡ cục gạch ha. Rồi. Coi lên thì đâu. Đây là trước giờ mình đang xài là cái dòng của nó là dòng 3S rồi. Chỉnh lại tốc độ không là nó giật ghê lắm. Đó, nó vẫn có cảm giác như không phải là chỉnh đâu các bạn. Vấn đề là không phải chỉnh cái server này đâu. Đó, mình chỉnh hết mát luôn là xây 360. Nó vẫn không có nhỏ nhảy ha. Có nghĩa là nó nhảy theo cái quán tính là nó có cái gì đó, nó chậm lực của cái bánh đó. Nó, lúc mà bạn ve đường, ve băng mà thì á, mình có cảm giác nó còn chậm so với mình, cảm giác như nó vẫn còn chậm nha bạn, cho dù có canh chỉnh như thế nào nó vẫn còn chậm đó. Bây giờ mình muốn đổ lên thử coi, mình muốn nâng cấp lên cái dòng servo của dòng tốt hơn một chút là dòng 35kg coi như thế nào, không vặn không vô nước ha. Đây thật sự mạnh ha, đối vậy là cũng mạnh lắm rồi, dòng đó nha. Cảm giác nó vẫn còn không được tải được trọng lực lắm bạn, cho nên mình quyết định đổi con mới. Kích thước mà hơi giống nhau hết nha bạn, kích thước đều giống nhau. Đây kích thước đều giống nhau hết.
chú ý nha các bạn, nhiều lúc á nó không có đây, nhiều lúc á các bạn không thiết sạch đó, nó không có khả năng nào đây, lúc mà nó lặn này, không lúc nó lặn này, để ý nha, nhiều bạn rơi vào trường hợp vậy đó, nó bị kiểu như là các bạn không thiết sạch đó, là lúc mình dặn này nó vẫn không có ăn đó, không nó kêu, có nghĩa là nó vẫn chưa khớp cái phần con ốc này ha, để ý siết chặt lại nè, canh chỉnh siết chặt lại ha, độ nguyên của nó nè, anh cái bánh ra chỉnh thân bằng trước đây, cảm giác rồi không nè, đó đó chừng là siết không kêu đó, ngon lành ha, đó nhạy không, nó còn nhạy hơn cái thằng kia nhiều đó. Ok đó, cái trục thẳng đứng các bạn cái chỉnh ha, khi làm bắt cạnh chỉnh đó là chỉnh cái hướng đó, là mình đưa về cái trục giữa mà mình canh chỉnh được 50-50 trước rồi đó, mình cứ canh coi nó có được không, không đều chỉnh tiếp cho cái servo lại ha, cái này là các bạn phải chỉnh thôi ha, canh chỉnh ha đó, nếu mà nó không đều thì cứ xê dịch cái servo lại đó, xê dịch không đó, nó tự xê dịch ha, rồi đó vị trí là nằm ở giữa nha các bạn, để cho nó dễ mai mốt các bạn dễ canh hơn, và nhớ là siết chặt lại, xong rồi các bạn cứ siết chặt lại giùm mình ha, để không là mai mốt nó bị rơ đó, dùng hết lượt ship luôn. Rồi mình lại thay con servo rồi nè các bạn. Còn cái cục pin á, cục pin đó là 4S, nhưng mà tạm thời là mình đem ra test thử coi về cái cục này là cục 3 như mình thế nào các bạn xả. Tại vì nó đưa 4S vô không biết tốc độ như thế nào, mình chưa test được. Hay mới test xong ra các bạn, vừa mới đem ra test. Nói chung là ok, không vấn đề, để ý cái dòng xây ha, nó vướng nó đập một cái là banh luôn nè, nó cạ vô đây nè các bạn chú ý ha, nhiều lúc không canh chỉnh ngay là nó cạ hết cái dòng bánh này luôn. Nói chung con này chơi ở đường băng á, đường lớn á chơi được khoảng 8m, đường xa 8m, đường rộng á 6m, 8m, chứ đường 4m như trong hẻm mình là chơi không được. Và về với lại đường xá ở đây xe nó chạy qua chạy lại rất là nhiều ha, hồi nãy mình mới test 3S thôi mà nó phóng như quỷ rồi. Nói chung là khó chơi ở trong hẻm, giống mấy dòng 1.8 mà chụp 1.8, 1.5.7 gì cũng các bạn, đa số là chơi những cái đường rộng, đường rộng với đường băng, đường diều có cánh diều rồi chơi thôi. Cái thực tế đi, bây giờ nói chung là bây giờ lát mình test thử cái con 4S coi pin 4S như thế nào. Trời ơi, nó ủi một cái là nói chung không kiềm chế được, chỉ cái đường băng đó là mới là 3S của mình thôi mà nó là vậy rồi, nó giật một cái là muốn banh chành đó, nó nhảy ha, rất là nhảy, mình đã làm lại rất là nhảy rồi, con này cực kỳ nhảy luôn, lên cái cục servo cực kỳ nhảy đó, vậy nha. Chứ hồi lại lúc đầu là mình cho các bạn thấy con servo của mình 20 kg á, nó là trọng lượng 20 kg để cái đường đó, thì nó cả cảm giác như nó cứ chậm không à, nó không xê dịch như cái con này nó phản xạ cực kỳ luôn nè, không cực kỳ luôn, lên một cái nó khác hẳn liền. Rồi tới con cục pin này ha, thực ra là 3S là chơi được rồi, nhưng mà con mình á, thì cái thông số của cái thằng cái con Moto này đó, con Moto Max 10 này đó là thì nó được cái thông số được con 4S nữa, cho nên sẵn dịp có con pin 4S thì mình test luôn đó, tháo ra test luôn để tắt cái pin này. Nhớ nha, chú ý tắt nguồn trước nha, đừng có tắt cái này trước nha, lỡ cái này nó còn cái kiểu như nó còn trong cái phạm vi của độ gơ của nó đó, là nó giật luôn á, nó giật cực kỳ, cho nhiều người không chú ý cái này là chết. Thì con này là 1.8 mà nó ủi muốn banh bể luôn đó, nhìn nó cao một chút đó, để dịnh nó lại đó, test thử ha, 4S nha đó, mới kéo một chút rồi đó, mới kéo một chút rồi nó lại muốn giật rồi, nghe không? Đó các bạn thấy không, cực kỳ mạnh luôn. Đây mình thử ngang cho các bạn coi ha, nè, tại vì mình không bỏ là nó sẽ văng đi đây, không mình không bỏ nó, mình không dịnh nó là nó sẽ văng đi ha, mới lên da thôi. Rất là mát. Đó là
khả năng mình kéo á, là mình kéo chừng có 60 thôi đó, kéo hết bướm ra là 60 thôi là nó đã như vậy rồi. Ok không? Rồi, 4S là chơi được ha. Đây là lên dòng 4S thôi, pin 4S là cực kỳ. Rồi, dòng của moto của nó các bạn chơi gì? Hopperwin đó mà, Hopperwin của dòng Max 10 thôi. Dòng Max 10 thôi là chơi ok rồi, không vấn đề gì hết ha. Rồi, mình xin phép ha. Tại vì không test được trong hẻm được. Đây là hẻm 4m, hồi nãy là mình test có dòng pin 3S thôi mà nó muốn phóng rồi. Có nghĩa là nó không giật theo cái kiểu phóng độ, nhưng mà nó bạn có thể thấy cái dòng 4S của mình rồi, mình độ lên một cái là nó là khác liền. Cái lỗ bánh của nó là gơ khác liền, cho nên á về cơ cấu á, không phải là các bạn cứ chỉnh cơ cấu gì hết, chỉ cần xài hàng xịn, modo, hàng ESC hay là độ pin lên là được rồi ha. Rồi mình xin test. Nhớ nha, thông số nha, coi thông số nha. Nhiều bạn á nó không dành cho 4S, có những dòng mô tô không 4S các bạn đưa vô là sẽ cháy, tất nhiên sẽ cháy ha. Rồi mình xin phép tắt nè, tắt trước, tắt cái này sau nè, tắt trước là tắt T rồi X sau ha, phải tắt sau nha, đừng có tắt cái này trước. Tắt cái này trước là cái này nó còn cái độ gơ của nó còn nằm đây nè, nó còn độ ma sát á, nó sẽ theo cái quán tính là nó mất sóng là nó sẽ ủi liền, ủi luôn là gãy chân như chơi.